Hôm nay các bạn cùng theo chân mình đi chữa một đàn vịt nhé. Thì hôm nay mình đến cái trang trại vịt này là quy mô là 3.000 con. Các bạn có thể thấy tình trạng vịt chồng đống lên nhau, mệt mỏi, ủ rũ, bỏ ăn, sốt cao và tình trạng chết rất là nhiều. Đây là số vịt chết trong ngày hôm nay mà mình sẽ mổ khám. Sau khi mình mổ khám ra thì vịt bị bại huyết nha mọi người. Đây ly kéo màng ghép bại huyết rất là rõ ràng luôn. Cái màng nó đã bao hết cả tim với cả gan rồi. Sau đó thì mình sẽ pha thuốc để cho tiêm. Thì mình sử dụng hai loại thuốc đó là Sepquin và Lanspec cho mọi người. Mình kết hợp thêm cả Anazin nữa. Sau khi mình pha ba loại thuốc này thì được một hỗn hợp đồng nhất màu xanh kia và mình sẽ bắt đầu tiêm cho vịt. Cái bệnh E. coli kéo màng ghép bại huyết này thì cũng khá là dễ chữa thôi. Nếu như các bạn nào mà tiêm cái sép cặp đã bị nhờn nha thì các bạn nên đổi sang cái sép queen này kết hợp với Lanspec, bởi vì hai cái này sản xuất theo công nghệ nano thâm nhập tế bào rất là nhanh, và sau khi tiêm khoảng 2 tiếng thì vịt đã tỉnh táo hơn, đỡ sốt hơn và dậy ăn uống rất là khỏe mạnh. Nhưng mà trong chúng ta nên hạn chế cho ăn thôi nha các bạn. Khi mà vịt đang có biểu hiện bệnh và mới ăn lại nhanh thì các bạn không nên là cho ăn nhiều nha. Chúng ta sẽ giảm khẩu phần ăn của vịt xuống để cho nó khỏe hẳn đi đã, thì sau đấy chúng ta sẽ cho khẩu phần ăn tăng lên và ăn lại bình thường. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha.